Chào tất cả các bạn, hôm nay Tiếng Trung.vn sẽ quay trở lại với các bạn với bài 22 của giáo trình Hán ngữ 2. Sau đây thì các bạn dở trang 67, đọc qua phần bài khóa cùng với mình nhé. Nín mải sớm không? Ông mua cái gì? Nín là ông là ngài, oách hơn nỉ một tí, tuổi cao hơn, chức vụ to hơn thì ta dùng nín. Uộc khan khan phí tay, để tôi xem thử cái áo khoác ra. Nì khan khan chưa chen chẩm mấy dặm, ông xem thử chiếc này làm sao? Yêu hảo, yêu penny, vừa tốt lại vừa rẻ. Sư chân phí tận mà, có phải là da thật không? Tang rán sư chân phí tận, đương nhiên là da thật. Cái kết cấu sư chân 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 tơ đấy là kết cấu nhấn mạnh. Cái gì các bạn muốn nhấn mạnh thì nhồi vào giữa kết cấu sư chân chân tơ đó. Thế còn khi mà dịch thì chúng ta lờ đi thôi, mà nó chẳng nghĩa gì. Chưa chèn, yếu ý điểm tráng, yếu toàn ý điểm tận mà. Chiếc này hơi dài một chút, có chiếc nào ngắn hơn chút không? Yêu sân tợ yến sượng, khái sư yêu chèn tợ, muốn màu đậm hay là màu nhạt? Chèn tợ, màu nhạt đi. Của sư sư khớ ý mà, tôi thử có được không? Khớ ý là đương nhiên khả dĩ là được. Chưa chèn thai phấy lắm, chiếc này to quá. Yêu mấy yêu sâu ý điểm tợ, có cái nào nó nhỏ hơn chút được không? Nín chai sư sư chưa ý chèn, tức là ông hãy thử lại chiếc này xem sao. Chưa chèn cú ta bù xiao, chiếc này không to không nhỏ, chân khớ sự thật là vừa vặn. Yến sưa yở khẩn hảo khan, yến sưa là có nghĩa là màu sắc, dễ khẩn hảo khan tức là rất là đẹp. Đồ vật thì chúng ta dùng là hảo khan. Đàn bà đẹp thì là pheo lẹp, đàn ông đẹp trai thì là xoay. Mỗi thứ nó sử dụng cho một cái đối tượng khác nhau. Chúng ta xong đoạn số 2, trang 68. Chưa chủng y chen tua sở chén, chiếc này cái loại này bao tiền một chiếc? Chưa chủng tai y y chen tua sở chén, cái loại áo khoác này thì một chiếc là bao nhiêu tiền? Ba bảy ba sứ khoai, 880 đồng. Thai quầy là đắt quá, in cài phén y tiền nên rẻ đi một chút. Ba bảy chẩn mấy dặm, 800 thế nào? Bu xính không được. Ba bảy bú mạnh, 800 không bán đâu. Thai xảo là ít quá. Cái gì ba bái ủ xính bu xính, giả cậu 850 đồng được hay không? Xính ok. Chưa sự chiếu bài khoai, đây là 900 đồng. Cháo nỉ ủ sứ, trả lại cho bạn 50 đồng. Bây giờ chúng ta quay sang phần từ mới của nó ở trang 69, các bạn sẽ đọc cùng mình nhé. Khứa ỉ, khứa ỉ là có thể, ví dụ đồng ý mình mà tăng nát khứa ỉ, đương nhiên là được. Sự thì có nghĩa là thử. Nín sư ý sư, ông thử đi, hoặc là nín sư sư cũng được. Phí là bằng da, phí tay y là áo khoác da. Yêu yêu là vừa thế nọ lại vừa thế kia. Yêu xoay yêu trung mình, vừa đẹp trai lại vừa thông minh. Yêu peo leng, yêu tua chén, vừa đẹp lại lắm tiền. Chân tức là thật sự. Chứ chân phí tự mang, có phải là da thật không? Tang rán là đương nhiên. Tang rán mua khẩn ai nỉ, đương nhiên là anh rất yêu thương em. Tráng là dài. Chưa chen bu tráng nhỉ bu toàn, chiếc này không dài cũng không ngắn. Y tiền lại một chút, yếu tiền tráng hơi dài một chút. Y tiền cái buổi y tiền cà phê cho không biết cà phê ví dụ này. Sân là đậm, chưa chen thai sân là chiếc này đậm quá. Hiểu mấy hiểu trẻ y tiền có cái nào nhạt hơn chút không? Phấy là to, chưa chen thai phấy là cái này to quá. Phấy này còn có nghĩa là mỡ, ví dụ phấy phấy râu là thịt mỡ. Sâu thì là nhỏ, nó còn có nghĩa là thịt nạc, nó sâu râu chẳng hạn thịt nạc. Chưa chén thai sâu là chiếc này nhỏ quá. Chân khứa sự thật là vừa vặn. Chủng là loại. Chưa chủng hảo của hảo, loại này có tốt không? Incai là nên, incai penny đi tiền, nên rẻ đi một chút. Penny là rẻ, tính từ rẻ. Nếu yêu mải penny thật, khái sư yêu mải quay thật, bạn muốn mua cái đồ rẻ rẻ hay là muốn mua đồ đắt? Mải có nghĩa là bạn. Chúng ta đi tiếp ạ. Treo chuyển thì có nghĩa là phim ảnh. Chai ná mải treo chuyển, mua phim ảnh ở đâu? Nếu nải thì có nghĩa là sữa bò. Nì cân xấy chi mải nếu nải, bạn đi mua sữa bò cùng với ai? Men bao là bánh mì. Ní mải mét bao cầy sấy, cậu mua bánh mì cho ai ăn? Châu yên là hút thuốc. Sấy châu yên,
ai hút thuốc, ví dụ thế. Pai chào là chụp ảnh. Sấy chỉ xì khoan pai chào, ai thích chụp ảnh. Sorry các bạn, hôm nay mình hơi bị ốm một chút. Bây giờ chúng ta đi tiếp. Nếu trải khu thì có nghĩa là cái quần bò. Với ông mải y chen nếu trải khu, tôi muốn mua một chiếc quần đỏ. Xoang là đôi, đi cùng với xía. Với ông mải y xoang xía, tôi muốn mua một đôi giày. Trên đây thì tiếng Trung.vn đã hướng dẫn xong phần hội thoại và phần từ vựng của cái bài 22. Một lát nữa chúng ta sẽ quay lại với phần 2 là phần từ ngữ pháp và phần bài tập.